Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với kênh YouTube của Sen Đăng ARP Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn lý do tại sao một số cái dòng lốp xe nâng mới tinh được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan về nó lại rẻ như vậy. Và trong cái video này nó sẽ giúp cho bạn thay đổi một góc nhìn mãi mãi về cái việc là lốp xe nâng mới mà giá lại rẻ, chẳng có cái gì ngon bổ mà lại rẻ là các bạn nhé. Thì nó rẻ thì nó đều, tất cả các loại sản phẩm rẻ thì đều có lý do của nó. Thì như các bạn đang nhìn, đây là những cái dòng lốp xe nâng được nhập khẩu trực tiếp từ Sri Lanka về nhé các bạn nhé. Và cũng sẽ đương nhiên là ở phía bên kia cũng sẽ có những cái dòng lốp được nhập khẩu từ từ thị trường Thái Lan. Đấy, thì hiện tại có một số cái sản phẩm lốp giá rẻ mới tinh được nhập khẩu từ Thái Lan về. Thì tất cả những cái dòng lốp giá rẻ đấy đều là lốp đắp lại nha các bạn nha. Lốp đắp là gì ạ? Lốp đắp là cái lốp mà tất cả những cái lốp cũ đã mòn hết gai rồi, đã mòn sâu vào rồi, nó còn lại một cái phôi, còn nguyên cái phôi lốp. Thì tất khi nhà máy họ sẽ đưa cái phôi đấy cũ đấy vào và họ sẽ phủ một lớp cao su, đắp một lớp cao su ở ngoài thì theo một cái khuôn mẫu nhất định của những cái loại lốp khác nhau thì nó sẽ thành những cái mã lốp mới nha các bạn nha. Đấy, và những cái lốp đấy thì giá nó thành nó rất rẻ, nó chỉ khoảng bằng 60% thôi, bằng 60% so với lại giá thành của lốp mới nếu như là một cái hãng tương đương nha các bạn nha. Rồi thì đối với những cái dòng mà lốp đắp ấy thì nó là chỉ là những cái loại lốp mà nó nhỏ thôi nha các bạn nhé. Hoặc là cái cường độ làm việc của xe nâng nó cực kỳ ít thì chúng ta có thể dùng lốp đắp nha các bạn nha. Tức là lốp giá rẻ hoặc là một số cái xe nâng điện thì chúng ta có thể dùng lốp đắp vì là tải trọng của nó bé và cái cường độ chịu lực và chịu tải của nó cũng rất là bé, nên chúng ta có thể mua lốp mới nhưng mà giá rẻ nha các bạn nha. Đó là gọi là lốp đắp đấy. Còn đối với những cái dòng xe nâng mà nó tải trọng rất là nặng hoặc là những cái xe nâng to từ 5 tấn, 7 tấn lên mà ở cái bánh lái đằng phía sau nha các bạn nha, mà các bạn đã dùng cái lốp mới giá rẻ thì nó sẽ dễ bị bục, bị hỏng cái vỏ lốp, cái lớp đắp ở bên ngoài nha các bạn nha. Nên là các bạn khi mua lốp thì các bạn nên lưu ý rằng là tiền nào nó thì của đấy nhá, chứ không có cái loại lốp nào mà vừa ngon vừa rẻ mà lại tốt đâu nha các bạn nha. Đấy, không có loại ngon bổ rẻ đâu. Đấy, đây các bạn nên lưu ý. Thì tất cả những cái dòng lốp mà được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc là một thị trường nào đấy, nó sẽ phân hai loại như tôi nói ấy, là lốp mới tinh nhá, là lốp đắp và lốp nguyên zin, sản xuất nguyên zin ngay từ đầu. Thì chất lượng của hai cái loại lốp đấy nó cũng sẽ hoàn toàn khác nhau nha các bạn nha. Các bạn lưu ý cái điều đấy để khi mua lốp xe để có thể chúng ta lựa chọn những cái lốp xe nó phù hợp nhất cho với cái xe nâng của chúng ta, khiến cho cái việc sử dụng cái xe nâng chúng ta được hiệu quả cao hơn và tránh bị lãng phí cũng như là mất tiền oan nha các bạn nha. Và nếu các bạn đang xem video này, các bạn cảm thấy rằng video này nó có giá trị với các bạn thì các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký để có thể đón xem hơn nhiều hơn những cái video của xe nâng ARP sẽ đăng ở trên kênh này nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.